tiên mình được cộng tác với cả Bảo Anh và Thùy Anh. Theo cảm nhận của mình thì Bảo Anh là người rất là nhiệt tình, và Thùy Anh thì là một cô bé rất là ngoan với giọng hát vùng trong trẻo. Và mình nghĩ rằng bài hát này sẽ đem lại cho các bạn một không khí sôi động, thư giãn, tươi trẻ trong cái live show này. Và không biết nói gì hơn thì chỉ mong live show thành công tốt đẹp và để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc cho tất cả các bạn. Và hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ Storm cũng như là các live show tiếp theo của Storm Entertainment. Good luck to Storm. Good luck to Storm. Good luck to Storm.